Tập 37. Khai thật ra cho ta, nếu hai người không nói thì ta sẽ giết hai người đấy. Ta nói. Năm xưa lúc hai vị thiếu gia ra đời, bị thượng quan tiên tiểu thư của Kim Tiền Bang đánh cháo. Đúng, không liên quan đến chúng tôi. Phải đấy, chúng tôi không biết gì đâu. Xin hai vị tha mạng. Bé con, ta xin lỗi. Đứng lại. Cô định làm gì vậy? Cô là ai? Ta khuyên hai bà một câu, tốt nhất hãy quên hết tất cả đi. Những chuyện vừa nhìn thấy hãy cất sâu trong lòng, bằng không ta sẽ không tha cho các người đâu. Với lại, với tính khí của vị đang nằm trên giường kia, đợi đến lúc đó người đó tỉnh dậy truy cứu thì hai bà cũng không còn đường sống đâu. Không trông thấy gì hết. Không trông thấy gì cả. Không trông thấy gì hết mà. Làm thế nào đây? Hóa ra ta là con trai của Đức An công chúa, còn Lý Chính mới là con trai lớn mà mẹ sinh ra đầy tháng. Thiếu gia, cậu xem, chúng tôi cũng là người bị ép thôi mà. Thiếu gia khai ân, hai bà mau đi. Khoan, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, ta nhất định sẽ cho hai người sống không bằng chết. Hai vị thiếu gia, yên tâm, chúng tôi xin thề, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, chúng tôi không được chết yên. Đi. Vâng, đi mau. Tại sao người mẹ ta yêu suốt bao nhiêu năm nay lại không phải là người đã sinh ra ta? Còn mẹ ruột của ta lại hận ta đến tận xương tủy. Rốt cuộc ta đã làm gì sai? Tại sao ông trời lại trừng phạt ta như thế này? Lại đi gây họa rồi. Từ nhỏ đến lớn, ta đã nói với con biết bao nhiêu lần, phải cẩn thận lời ăn tiếng nói cơ mà. Con xem con đã làm những gì rồi. Sớm biết là vậy thì lúc con trong tã, đáng ra ta nên bóp chết con mới phải. Cho dù con là kẻ xấu xa nhất trên đời thì con cũng là do mẹ sinh ra mà. Nói, rốt cuộc đã đi đâu gây họa rồi? Long phượng hoàn của người đây. Bây giờ cuối cùng ta đã hiểu tại sao mẹ lại quá nghiêm khắc với ta như thế rồi. Và cũng đã hiểu tại sao lâu lâu trong mắt của người ta lại nhìn thấy sự chán ghét và căm hận. Cái tên thượng quan hoại này chính là một lời nguyền, nhắc người mãi mãi không bao giờ được quên. Ta là con trai của kẻ thù. Chính nhi, mẹ từ lâu đã nhắc nhở con thượng quan hoại trở về để đòi nợ. Nó sẽ lấy thứ vốn thuộc về con, đoạt đi từng thứ một. Cho dù là địa vị của tộc trưởng Tiểu Lý Phi Đao hoặc là phụ thân, thậm chí là người con gái con thích. Nếu như con cứ u mê mê không tỉnh ngộ, không nhẫn tâm ra tay với nó, mẫu thân lo lắng cuối cùng con sẽ không còn gì cả. Vì sao? Vì sao ta không phải là con trai của Đức An công chúa? Vì sao ta không phải con trai đường đường chính chính của Lý gia? Thì ra nghịch chủng các người luôn nói,
chính là ta. Thì ra tất cả những thứ ta có bây giờ đều không phải là của ta. Ta đã mất đi nhiều thứ. Ta không thể lại mất đi bất cứ thứ gì nữa. Sư phụ, sư tỷ, tỷ ấy làm sao? Sư tỷ con bị độc tính của độc âm dương kích động. Con mau đi tới phòng thuốc mang âm dương và tế đan về đây. Mau đi. Vâng. Lan Hương, kỹ thuật của người hôm nay không giống như thường ngày. Học khi nào vậy? Công chúa, người hãy mở mắt ra xem. Tiểu tử thối này, tới khi nào thế? Cũng không nói với mẫu thân một tiếng. Mẫu thân, con muốn cho người một bất ngờ. Thế nào? Có dễ chịu không? Dễ chịu lắm. Có phải con lại gây họa ở đâu không? Vì vậy tới nịnh bợ mẫu thân con có đúng không? Mẫu thân, xem người nghĩ gì kìa. Con chỉ là thời gian gần đây không thể ở bên cạnh người. Nghĩ kỹ lại, trong lòng cảm thấy áy náy. Mong mẫu thân đừng để trong lòng. Ta còn cho rằng chính nhi của ta học điều xấu ở bên ngoài. Chính nhi mãi mãi là chính nhi của người mà. Đấy là đương nhiên rồi. Để con xoa bóp chân cho người nhé. Mẫu thân, con không muốn trở thành ai khác. Con chỉ muốn làm chính nhi của người. Mau lên, mau thu dọn đi. Mau thu dọn đi. Mẫu thân, làm gì thế ạ? Đừng hỏi nữa, chúng ta phải rời khỏi kinh thành ngay. Rời khỏi ư? Sao lại rời khỏi? Đừng hỏi nữa, còn không rời khỏi kinh thành cả nhà ta sẽ mất mạng đấy. Đã thu dọn xong chưa? Gần xong rồi. Mau thu dọn đi. Bà đúng là không nên làm thế mà. Lúc xưa không nên lấy cả đống tiền của Lý ra. Đúng vậy, giờ làm sao đây? Chính thiếu gia, giờ mới biết hối hận à? Có phải trễ quá rồi không? Đừng có trách ta. Chỉ khi giết các người, ta mới mãi mãi là con trai của Đức An công chúa. Sư tỷ, sư phụ, sư tỷ tỉnh lại rồi. Sư phụ, Thái Nguyệt, con khoan hãy nói chuyện, nghe sư phụ nói đây. Bây giờ là thời cơ tốt nhất để thoát khỏi đại kiếp băng hỏa. Chỉ cần hai luồng chân khí này cùng dung hòa, công lực của con sẽ lên một tầng nữa. Thái Nguyệt, con phải cố gắng lên. Giờ là thời khắc quan trọng rồi, con phải nhớ cho kỹ, muốn vượt qua ải này, cách duy nhất chính là quên tình nguyệt ái, xóa hết toàn bộ tạp niệm ở trong lòng đi. Sư phụ, Đổi Nhi không làm được, con phải làm được. Bây giờ trong đầu con cứ luôn có một bóng người đuổi cũng không đi. Con không làm được.
Con thật sự không làm được. Thái Nguyệt, con phải cố gắng lên. Tiếp tục thế này con sẽ mất mạng đấy. Sư tỷ à? Đồ vô dụng. Đến lúc này rồi, vẫn còn một lòng một dạ nghĩ tên Lý Hoại kia. Suýt nữa hỏng hết mọi công sức rồi. Sư phụ, đại kiếp băng hỏa của sư tỷ coi như vượt qua được chưa? Chuyện này rất khó nói. Nếu không phải cổ tình nhân đang phá rối trong cơ thể nó thì đã sớm thành công rồi. Giờ nên làm sao đây? Con ở đây chăm sóc cho nó. Đợi sau khi nó tỉnh dậy chúng ta đi tiếp. Vâng. Người ta nói nữ nhân giống như hoa vậy. Nếu không có ai thưởng thức vẻ đẹp của nó, e là cũng chỉ có thể cô độc ở đây một mình mà thôi. Chỉ tiếc là thượng quan tiên đó vẫn giữ lại tên nghiệt chủng là thượng quan hoại. Nếu không tất cả sẽ hoàn mỹ. Thật đúng là càng không muốn nhìn thấy ai thì lại càng phải gặp mà. Đây thật sự là mẫu thân của ta. Nếu như người đã sống trong Lý gia thì nên an phận, làm tốt bổn phận của mình đi. Nếu như có ý đồ đối với thứ mà vốn không thuộc về bản thân thì đừng trách ta không khách khí. Mẫu thân. Chính Nhi, con về rồi à? Mẫu thân, trên đường con mua cho người hương liệu Tây Vực tốt nhất, đặc biệt mang đến tặng người đây. Nhưng không ngờ người lại ở đây. Nói chuyện với đại ca. Người sao lại không có giáo dục như vậy chứ? Không có người dạy dỗ đương nhiên là không có giáo dưỡng rồi. Chính Nhi, chúng ta quay về phòng đi. Thử hương liệu con mua cho mẫu thân. Ta phải nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi đã vào Lý gia ta, vậy thì nên an phận, làm tốt bổn phận của ngươi. Nếu như ngươi có ý đồ gì với thứ vốn không thuộc về bản thân ngươi, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Ta không muốn dành bất cứ thứ gì, chỉ mong mọi chuyện đừng thay đổi. Tấm y phục này là đích thân ta làm. Ngày mai chàng nhất định phải mặc lên người. Đích thân làm cho ta ư? Chẳng trách lại lấp lánh như vậy. Được, ngày mai ta sẽ mặc nó. Thank you.
Mạch đập sao lại hỗn loạn như vậy? Băng hỏa song độc lẽ nào lại phát tác rồi? Lý Hoại, Lý Hoại, Lý Hoại, trong tiềm thức Thái Nguyệt vẫn gọi tên ta. Vậy tại sao sau khi tỉnh lại lại không nhớ gì về ta? Thái Nguyệt, đừng sợ, đừng từ bỏ bản thân. Cho dù thế nào, ta sẽ đều luôn ở bên cạnh nàng. Mấy ngày trước, bảo con phái người đến thông báo các môn phái, tình hình sao rồi? Bẩm sư phụ, các môn phái đều ỷ lại có Lý Man Thanh chống lưng, đều không đồng ý quy thuận Nguyệt Thần Cung chúng ta. Không biết ngẩng đầu. Sớm muộn sẽ có một ngày, ta sẽ khiến bọn họ phải quỳ gối trước mặt ta. Sống không bằng chết. Về Lý Man Thanh này, ta sẽ hành hạ hắn từng đao cho đến chết, giải nỗi hận trong lòng ta. Ta đang muốn tìm người đấy, không ngờ ngươi lại dẫn xác tới đây. Được, nếu đã đến rồi, thì hãy đem tinh thần thiết dị vực và mạng của ngươi để lại đây đi. Con à, con không thể chết một cách lãng phí được. Tuy không phải Tiết Thái Nguyệt tự tay giết con, nhưng cũng vì cô ta mà ta mới luyện được độc công này. Lý Hoại đó lại vẫn bảo vệ cô ta. Vậy thì đừng trách ta không khách khí với các người. Ai cho người tùy tiện vào đây? Phương cô nương, nô tỳ đưa cơm tới cho cô ạ. Ra ngoài. Vâng. Lý Hoại này phi đao sử dụng trước đó so với phi đao Lý Man Thanh sử dụng không giống nhau lắm. Lẽ nào trên phi đao đã bị đụng chạm gì đó rồi? Lẽ nào hắn ta cũng đem tinh thần thiết dị vực cắt ra tạo thành phi đao? Đồ nhi vô dụng, để tên Lý Hoại đó chạy mất rồi ạ. Nếu như con có thể bắt được Lý Hoại, vậy thì Nguyệt Thần Cung chúng ta sớm đã xưng bá giang hồ rồi, còn cần đến sư phụ ta làm gì? Được rồi. Nếu những môn phái thế gia gì đó không chịu thần phục ta, vậy thì chúng ta hãy để cho bọn họ biết ai mới là chủ tử thực sự của họ. Đồ nhi ngốc nghếch chưa hiểu ý của sư phụ, xin sư phụ nói rõ. Mượn đao giết người, lẽ nào con không hiểu? Bây giờ ta chính là lấy những môn phái, những thế gia đó khai đao, sau đó giáng họa cho Lý Hoại, khiến bọn chúng phải tự tàn sát nhau, cuối cùng tới cầu xin Nguyệt Thần Cung ta ra tay. Nhưng thủ pháp của Lý Hoại rất đặc biệt, giáng họa cho hắn không dễ dàng như vậy đâu. Sư tỷ con đã ngủ sâu thời gian dài rồi, cũng đã đến lúc thức dậy hoạt động gân cốt rồi. Khả khả, cơ thể muội còn chưa khỏe lại, uống nhiều rượu như vậy làm gì? Huynh đi đi, đừng đến làm phiền ta. Khả khả, muội phải biết thương tiếc bản thân mình chứ. Tuy đứa bé đã mất rồi, nhưng người thì vẫn còn đó, tất cả đều có thể làm lại được mà. Sau này muội sẽ có rất nhiều con.
Tất cả bắt đầu lại từ đầu ư? Phải chăng Huynh nghĩ ta vẫn giống như lúc đầu uống rượu với Huynh, rồi dẫm vào vết xe đổ sao? Ta thật không hiểu tại sao Huynh lại phải đối tốt với ta như vậy. Như lời hạ nhân nói đó, ta chính là một người không cha không mẹ. Ta mặt dày ở lại Lý gia nhà Huynh. Loại nữ nhân như ta, Huynh còn muốn hay không? Tâm tư của ta muội còn không hiểu sao? Dù muội biến thành bộ dạng thế nào, trong lòng ta muội vẫn là Phương Khả Khả đơn thuần đáng yêu. Nhưng ta hoàn toàn không yêu Huynh. Như vậy mà Huynh còn cần sao? Cần chứ, thế nào cũng cần. Muội có biết, khi yêu một người sâu đến tận xương tủy, muội rõ ràng biết tình yêu đó là tầm thường, muội cũng vẫn nguyện hy sinh vì nó. Chỉ cần có thể được ở bên muội, bảo ta làm gì cũng được. Dựa vào cái gì mà bảo ta phải tin Huynh? Cái không thể tin nhất chính là lời hứa của đàn ông các người đấy. Lý Hoại cũng từng nói sẽ để ta làm vợ Huynh ấy, kết quả thì sao nào? Bây giờ đã yêu người khác rồi, còn yêu kẻ thù giết cha ta nữa chứ. Tiết Thái Nguyệt, mỗi một người đàn ông trong các người đều là những kẻ bạc tình, không ai tốt đẹp hết cả. Rốt cuộc muội muốn ta làm gì, muội mới chịu tin ta? Ta nguyện vì muội hy sinh tất cả, dù là sinh mệnh của ta. Rượu độc này Huynh có dám uống không? Đừng trách ta không nhắc nhở Huynh. Rượu độc này không có thuốc giải đâu. Một tháng sau Huynh... Rượu độc này có là gì? Với ta mà nói, muội mới là loại độc, độc nhất trong thiên hạ đấy. Nhưng ta nguyện đắm chìm trong đó. Ra ngoài, Huynh ra ngoài đi, Huynh ra ngoài đi. Ta không muốn gặp lại Huynh nữa. Khả Khả, muội hãy tha cho người khác đi, cũng là tha cho bản thân mình. Đúng là trời giúp ta. Sư phụ, sư tỷ sao rồi? Nội thương của sư tỷ con vốn phải cần nội công chí dương để điều tức, nhưng không ngờ nội công mà Lý Hoại tu luyện vừa hay là nội công chí dương chí cương, vô tình đã chữa khỏi nội thương của sư tỷ con rồi. Con nói xem, đây có phải là ý trời không? Nguyệt Thần Cung, trang chủ, trang chủ, sư phụ, người lại hạ cổ trùng trong cơ thể sư tỷ, người thực sự rất độc ác. Trong một đêm, Lan Kiếm Sơn Trang và Thiết Quyền Môn gặp phải kẻ thù dùng phi đao tàn sát. Chẳng nhẽ Lý gia trước sau luôn ôn hòa, đây là muốn tuyên chiến với cả giang hồ sao? Quy Nhất Đao,
tin tức của ông cũng có phần không hiệu nghiệm rồi. Rơi vào cảnh bi thương thủ đoạn thâm độc không chỉ Lan Kiếm Sơn Trang và Thiết Quyền Môn, còn có Phúc Uy Tiêu Cục cùng bạn Đao Môn luôn đối đầu với ông. Lý Mạn Thành nhiều năm trước, dựa vào một cây phi đao, khiêu chiến với các môn phái lớn, từ thái ngông cuồng. Không ngờ hôm nay, Lý Hoại con trai của Lý Mạn Thành cũng muốn học Lý Mạn Thành đó, chỉ là thủ đoạn này có phần quá máu tanh rồi. Lý Mạn Thành này xưng danh đại hiệp một thời, nhưng đối với con trai của ông ta lại quản giáo không nghiêm như vậy. Xem ra cần chúng ta quản giáo giúp rồi. Chỉ dựa vào mấy người các ngươi, còn muốn đối phó với Lý Hoại, không biết tự lượng sức mình rồi, Kim Tiền Bang. Chỉ dựa vào mấy người các ngươi, cũng muốn đối phó với Lý gia sao? Cũng không sợ truyền ra ngoài, để người khác cười rụng răng. Ta lại muốn lĩnh giáo Kim Tiền Bang có bao nhiêu lợi hại. Lĩnh giáo ngược lại cũng có thể đấy. Nhưng lĩnh giáo xong rồi, nếu các ngươi thua, vậy từ nay về sau phải nghe theo chỉ huy Kim Tiền Bang ta. Buồn cười. Nếu Thượng quan Kim Hồng vẫn còn, sợ Kim Tiền Bang các ngươi ba phần cũng thôi đi. Nay Thượng quan Kim Hồng không còn nữa, Kim Tiền Bang các ngươi cũng như hổ không có răng mà thôi. Xem Kim Tiền Bang các ngươi còn uy phong được bao lâu. Mấy người các ngươi còn muốn đánh tiếp nữa không? Chỉ có Kim Tiền Chủ là có thể dẫn dắt. Được. Nếu đã thế, vậy 4 ngày sau chúng ta tập hợp các phái lại, cùng nhau thảo phạt Lý gia. Ta không tin tiểu tử oắt con Lý Hoại này còn ngồi vững được. Quy Nhất Đao, huynh lúc đó có thể nuốt nổi cục giận này để cho tiểu nhân Kim Tiền Bang đắc chí sao? Hắn mạnh mặc hắn mạnh, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Đợi bọn chúng đến Lý gia, chúng ta tùy cơ hành động cũng không muộn. Ý huynh là chẳng lẽ huynh quên Nguyệt Thần Cung? Giờ là lúc chúng ta đầu quân cho Nguyệt Thần Cung rồi. Rồi mượn tay Nguyệt Thần Cung diệt trừ Kim Tiền Bang và Lý gia. Đều nói mộc kiêu long ta độc ác. Theo ta thấy, ta thua xa Quy Nhất Đao huynh rồi. Thiếu gia về rồi. Thiện Nhi, con đã về rồi. Hai ngày nay con đi đâu vậy? Có phải có chuyện gì không? Thiết Thúc, nói chuyện xảy ra hai ngày nay đi. Hãy nói cho Thiện Nhi nghe luôn đi. Thiếu gia, giang hồ đồn đại Lan Kiếm Sơn Trang, Thiết Quyền Môn, còn Phúc Uy Tiêu Cục cùng với Vạn Đao Môn, trong đêm qua chịu tai họa diệt môn. Bọn họ nói người làm ra chuyện này là truyền nhân Lý gia Lý Hoại. Ta làm à? Sao có thể được? Bọn họ muốn đổ tội cũng phải có chứng cứ chứ. Bọn họ trong môn phái bị tiêu diệt, tìm thấy phi đao của Lý gia chúng ta. Thiện Nhi, hai ngày nay rốt cuộc con đã đi đâu? Con hãy nói thật đi. Con đã đi Nguyệt Thần Cung. Cái gì? Con đi Nguyệt Thần Cung làm gì? Con đi Nguyệt Thần Cung để gặp Thái Nguyệt, nhưng không ngờ vẫn bị sư phụ cô ấy phát hiện ra. Thiện Nhi, con hồ đồ quá rồi. Nguyệt Thần Cung đó đã học được phi đao nhà ta rồi. Xem ra trước mặt chính là bọn họ mượn đao giết người. Chúng ta đã bị Nguyệt Thần Cung tính kế rồi. Mọi người yên tâm, chuyện này con sẽ điều tra rõ ràng. Thiện Nhi,
Thiết Thúc. Vâng. Thúc nên âm thầm để mắt, bảo vệ Thiện Nhi. Vâng. Hai vị khách quan, đồ ăn của ngài đây. Hai vị khách quan xin mời ngồi. Cần gì ạ? Cho mấy món ăn đi. Thêm một bình Long Tĩnh nữa. Vâng ạ, ngài hãy đợi chút nhé. Không ngờ ở một nơi nhỏ bé như thế này còn có một quán trà như vậy. Hai vị quan khách, trà của ngài đây. Phiền cậu rồi, cảm ơn. Thực ra cũng không có gì kỳ quái đâu. Nơi này thuộc khu trung tâm. Đi về phía Bắc chính là Quan Đạo. Mà khi đi Kinh Thành cần đi qua, nếu đi theo hướng Nam thì sẽ đến khu giàu có của Giang Hồ. Cho nên chỗ này có rất nhiều người lui đến. Khách quan, đồ ăn của ngài đây. Mời. Cảm ơn. Chúng ta đã đi hơn một tháng rồi, cũng không biết tình hình bên phía Nguyệt Thần Cung sao rồi. Theo ta thấy tên Lý Hoại này đúng là người y hệt tên. Ngươi xem, trong một đêm đã giết hại bốn đại môn phái, còn không ngại ngần để lại phi đao của Lý ra. Đúng là còn hung hăng hơn Lý Man Thanh cha của hắn năm đó. Hung hăng thì được cái mốc gì? Hắn còn mạng sống sống tiếp không? Mới là vấn đề đó đấy. Ta nghe nói hôm nay Kim Tiền Bang đã đưa theo một đoàn môn phái đến Lý ra nói chuyện đấy. Từ lần trước Thượng quan Kim Hồng và Lý Tầm Hoan bắt đầu, hai người này luôn không vừa mặt nhau. Lần này nhất định là liều sống chết với nhau rồi. Chỉ đáng thương cho những binh tướng tép diêu chúng ta cứ xông về phía trước, đến cuối cùng là làm quỷ thế mạng lại không biết. Theo ta thấy, chúng ta nên trốn xa một chút đi, đừng rước lửa lên người. Có lý, đúng đấy, đúng vậy. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Lý Hoại ca ca sao có thể làm ra chuyện sát nhân diệt môn chứ? Chuyện này nhất định là có khúc mắc khác. Theo sự am hiểu của ta về Lý Hoại, nếu huynh ấy thật sự giết người, huynh ấy sẽ làm sạch sẽ, tuyệt đối không để lại bất cứ chứng cứ nào cho bản thân. Ta thấy nhất định là có người đang giáp tâm hãm hại huynh ấy. Thế lực của Kim Tiền Bang như thế thì có thể đánh rắn động cỏ rồi. Long ca ca, huynh nói xem bây giờ có nhiều thế lực giang hồ dây dưa bên ngoài như thế, vậy ông bà nội của muội sẽ không vô thương? Ta nói trí tưởng tượng của muội cũng phong phú quá đấy, như vậy muội cũng có thể nghĩ được à? Quá khen, quá khen. Muội yên tâm đi, Công Tôn tiền bối trí tuyệt vô song, chắc chắn không xa vào vũng nước bẩn này đâu. Nếu muội thực sự không yên tâm, trước khi chúng ta nghe ngóng tin tức của Nguyệt Thần Cung, ta đi cùng muội đến Thiên Nhai Hải Cốc thăm ông bà nội. Sư phụ, đã thả mồi nhử, theo lời dặn dò của người, bây giờ đợi cá cắn câu thôi. Rất tốt. Bây giờ các phái có phản ứng gì? Vừa nhận được mật báo của bang chủ Độc Long Bang và Quy Đao các chủ, Kim Tiền Bang sẽ dẫn các đại môn phái 4 ngày sau đến Lý Gia thảo phạt Lý Hoại. Kim Tiền Bang? Bọn họ sẽ góp náo nhiệt đây, nhưng dựa vào mấy người họ thực sự có thể đánh bại Lý Hoại sao? Lý Hoại bây giờ không dễ đối phó như vậy. Cái này thì con yên tâm, vì sư phụ có sắp xếp rồi. Điều ta lo nhất bây giờ chính là độc tình nhân trong người con. Sư phụ, xin người yên tâm, độc đó trong người con đã không có tác dụng gì rồi. Được, lần này con đã vất vả rồi, đi nghỉ ngơi trước đi. Vâng. Các con cũng lui hết đi. Vâng. Sư phụ, điều cổ thuật kỵ nhất chính là nhiều loại độc trên một người. Bây giờ trên người sư tỷ con có hai loại trùng độc. Tuy độc vong ưu của ta có thể hoàn toàn áp chế độc tình nhân, nhưng hai loại độc này đấu nhau sẽ khiến sư tỷ con mất ý thức, thậm chí mất tâm trí. Người lo trận chiến với Lý Gia, độc tình nhân trong người sư tỷ áp chế độc vong ưu, thoát khỏi áp chế sao? Nếu là vậy, vậy chuyện chúng ta lên kế hoạch từ lâu hoàn toàn vô ích. Cho nên ý sư phụ là muốn giải trừ độc tình nhân trong người sư tỷ. Còn biết lai lịch của độc tình nhân sao? Còn đoán độc tình nhân là ngự y giang hồ vợ chồng Công Tôn tạo ra. Khi đó vì mở khóa tình, sư tỷ tốn không ít công sức. Là bọn họ ư? Con và sư tỷ con đến chỗ vợ chồng Công Tôn chuyến nữa, đợi họ giải trừ độc tình nhân thì giết họ.
Nhưng ngộ nhỡ họ từ chối thì sao? Thì càng phải giết họ. Độc tình nhân không giải được cũng không gấp. Nếu hắn lợi dụng độc tình nhân để thao túng độc vong ưu của ta, càng làm hỏng chuyện tốt của ta. Vâng, thưa sư phụ. Ai? Thái Nguyệt đâu? Có nói không? Nguyệt thần đã đến Thiên Nhai Hải Cát rồi. Vô Thương, đây là hoa quả ta vừa hái, muội thử xem. Cảm ơn. Cảm ơn gì chứ? Giữa chúng ta sau này đừng nói cảm ơn nữa. Ngọt quá. Huynh thật tốt với ta. Muội đã cứu mạng ta. Ta không tốt với muội, còn có thể tốt với ai? Nhưng muội cũng có một nhược điểm. Muội quá khách khí với ta đấy. Vì từ nhỏ ta đã một mình, cho nên chỉ cần có người đối tốt với ta, cho dù là một chút, ta cũng sẽ rất cảm kích. Muội đấy, đúng là khiến người ta vừa yêu vừa thương. Nên đối xử với muội thế nào mới tốt đây? Vậy so với tỷ tỷ, xin lỗi Long ca ca, ta nói sai rồi, khiến huynh không vui có phải không? Không, ta đâu có không vui. Chỉ là ta không ngờ muội lại chậm hiểu như vậy, còn hỏi ta câu hỏi ngốc nghếch đấy. Ta nói cho muội biết, thực ra trong tim ta sớm đã hoàn toàn là muội rồi. Cho nên đừng nhắc chuyện trước đây nữa. Bắt đầu từ hôm nay, Long Giật ta chính là Long Giật của Thủy Vô Thương. Trong lòng ta không còn người khác nữa. Long ca ca, thực ra lần này ta đồng ý với muội cùng về Thiên Nhai Hải Cát còn có một mục đích khác. Ta muốn trước mặt công tôn tiền bối xin họ cầu thân muội, hy vọng họ có thể đồng ý gả muội cho ta. Đợi đến lúc chúng ta xử lý xong chuyện của Nguyệt Thần Cung rồi, sau này chúng ta có thể cùng nhau đi ngao du giang hồ. Sư tỷ, sư tỷ, không sao, đi. Không biết cháu ngoan Vô Thương của ta bây giờ đang làm gì rồi. Ông nói xem, cả ngày nó đều ngốc nghếch như vậy, khi nào mới có thể tìm được hạnh phúc của nó đây? Con cháu tự có phúc của con cháu. Phu nhân, bà không cần lo lắng. Sao ta có thể không lo cho nó được?
từ nhỏ đã lưu lạc bên ngoài, bây giờ khó khăn lắm mới về được nhà. Ta không lo cho nó, ta còn lo cho lão tiểu tử, vì lão bất tôn ông ư. Bà này. Tiết cô nương, sao cô lại đến đây? Giải tình nhân độc giúp ta. Không biết cháu gái ngoan vô thương của ta bây giờ đang làm gì. Ông nói xem, cả ngày nó cứ ngây ngây ngốc ngốc như vậy, lúc nào mới có thể tìm được hạnh phúc của bản thân đây chứ? Con cháu tự có hạnh phúc của chúng. Phu nhân, bà không cần lo lắng đâu. Sao ta có thể không lo lắng cho nó chứ? Nó từ nhỏ đã lưu lạc bên ngoài, bây giờ khó khăn lắm mới trở về. Ta không lo cho nó, chả lẽ lại lo cho lão tiểu tử ông, không biết tự tôn như ông sao? Bà. Tuyết cô nương, sao cô lại đến đây? Giúp ta giải trừ tình nhân cổ. Ta đã sớm nói với cô rồi, phương pháp giải trừ tình nhân cổ ta đã quên từ lâu rồi. Quên rồi à? Vậy thì ta chỉ có thể giết hai người thôi. Dừng tay. Giết bọn họ. Nãy nãy, tiền bối. Nãy nãy, tiền bối. Nãy nãy. Nãy nãy. Vô thương. Cháu gái ngoan của ta. Nãy nãy, không thể ngờ ta vẫn còn có thể gặp lại cháu. Thật, đúng là ông trời có mắt. Người đừng nói nữa. Con sẽ đi tìm thuốc cho người. Cơ thể của ta, ta biết. Hết cách rồi. Hết cách rồi. Tiền bối, Long thiếu hiệp. Bà già này có một chuyện muốn thỉnh cầu, mong Long thiếu hiệp đồng ý. Tiền bối nói đi. Ta muốn xin Long thiếu hiệp thay chúng ta, thầy chúng ta chăm sóc vô thương, suốt đời không rời xa, cho nó được hạnh phúc. Nãy nãy, người có làm được không? Tiền bối yên tâm, từ hôm nay trở đi, vô thương chính là thê tử của Long Giật Con. Đời này con sẽ cố gắng hết sức mình, mang đến hạnh phúc cho muội ấy, khiến muội ấy luôn vui vẻ, mãi mãi không rời. Đến lúc đi rồi. Ông à, cháu gái ngoan của chúng ta không cô đơn nữa rồi. Nãy nãy. Nãy nãy. Nãy nãy. Nãy nãy. Bà ơi, bà mau tỉnh lại đi.
Bà nói với cháu rốt cuộc là ai đã làm? Vô Thương, phi đao này. Có phải huynh làm không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao trên người Công Tôn tiền bối lại có hai chiếc phi đao? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Huynh nói đi. Tại sao huynh không giải thích? Huynh có chuyện gì hãy nói cho ta biết đi. Lý Hoại, huynh có biết Vô Thương chính là cháu gái của Công Tôn tiền bối không? Vô Thương, Vô Thương, Lý Hoại, bây giờ huynh hãy nói với chúng ta, rốt cuộc ở giữa đã xảy ra chuyện gì? Huynh nói rõ ràng với chúng ta. Có phải vừa rồi có người ở cùng với huynh không? Xin lỗi, ta không có gì để ngụy biện cả. Tại sao chứ? Tại sao huynh lại không chịu nói? Huynh có chuyện gì có thể nói với chúng ta? Chúng ta có thể cùng nhau giải quyết mà. Vô Thương, có vài chuyện ta muốn làm rõ. Đợi ta làm rõ rồi, ta sẽ cho muội một lời giải thích. Xin lỗi. Huyệt đạo của hai người sẽ được giải trong vòng một canh giờ. Lý Hoại, Lý Hoại, thiếu chủ, sao vậy? Không sao, đi thôi. Lý Man Thanh, ta có một món quà lớn muốn tặng cho ngươi. Tiết Thái Nguyệt, cô đợi đấy. Ta nhất định sẽ tận tay bắt cô, sau đó dần dần giày vò cô đến chết. Xin lỗi, ta không yêu cô. Ta tưởng là ai? Hóa ra là một tiểu nha đầu bị Tử Đằng Hoa và Kim Vô Cấu lợi dụng. Sao lại là ông? Lợi dụng? Ông nói cái gì thế? Ông nói rõ ràng cho tôi nghe. Xem ra cô đã bị Tử Đằng Hoa lợi dụng đến nỗi thê thảm rồi. Ta là một người tốt, đem chân tướng sự việc nói cho cô biết. Cha cô đã bị Tử Đằng Hoa và Kim Vô Cấu giết chết. Cô đến ai giết cha mình cũng không biết, còn bán mạng cho kẻ thù. Cô nói xem có phải là cô rất đáng thương không? Ông nói rõ ràng đi, cha ta là do ai giết? Ngươi làm gì vậy? Khoan, dừng tay. Ông làm gì khả khả rồi? Chỉ là phệ hồn cổ thôi. Cô ta chỉ bị điên, thần trí bất ổn. Ông, sao nào? Lẽ nào nha đầu thối này là người ngươi yêu? Có điều ta nghe nói người cô ta thích lại là Lý Hoại. Ông nói năng linh tinh gì vậy? Câm miệng đi. Đúng là nực cười. Tiểu Lý Phi Đao nhất môn tam thám hoa cũng được coi là dòng dõi cao quý, nhưng không ngờ rằng lại diễn ra một màn kịch mối tình huynh đệ tranh thiếp đoạt thê. Đúng là nực cười. Rốt cuộc ông muốn gì? Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi chịu vì ta làm một chuyện thôi, ta sẽ tha cho nha đầu thối này. Nếu không thì ta sẽ để cô ta sống không bằng chết. Được, vậy ông muốn ta làm chuyện gì? Giết Lý Man Thanh và Lý Hoại. Ta đảm bảo ngươi sẽ được sống, ngồi lên vị trí chủ nhân của Lý gia. Nếu không thì ngay bây giờ ta sẽ để cô ta chết. Sao? Lẽ nào ngươi không chịu sao?
Được, được, ta đồng ý với ông. Ta đồng ý. Được. Không hổ là đích trưởng tử của Lý gia. Quả nhiên là tức thời, qua hai ngày nữa ta sẽ nói ngươi biết kế hoạch cụ thể. Nếu như ngươi bội tín, bất cứ lúc nào cũng có thể kích thích vệ hồn cổ trong người nha đầu thối này. Khả khả, khả khả, khả khả, muội sao rồi? Muội sao rồi khả khả? Vô thương, hai vị tiền bối đều đã ăn nghỉ rồi, cô cứ ngồi ở đây mãi cũng chẳng ích gì đâu. Thiện Nhi, quay về cùng phụ thân đi. Hai ngày sau giao chiến tại Lý Phủ. Thiết thúc, mau chóng điều tra thân phận của người gửi thư này. Còn nữa, tăng cường thêm hộ vệ trong phủ. Lão nô tuân mệnh. Chuyện ta phân phó người đi làm thế nào rồi? Bẩm công chúa, nô tỳ nghe ngóng được là đề bạt lên một tên công công họ Lâm. Lâm công công, người chuẩn bị một phần lễ cho ta, tặng cho Lâm công công. Nô tỳ tuân mệnh. Ngoài ra còn có một chuyện nữa, người nói đi. Trong phủ nhận được một bức thiệp khiêu chiến. Thiệp khiêu chiến ư? Nói là hai ngày sau sẽ đến khiêu chiến với Lý gia chúng ta. Xem ra lại là chuyện thượng quan Hoại gây ra rồi. Cũng thật đúng là may mắn cho hắn, chúng ta mới có cơ hội tốt như vậy. Xem ra vị trí tộc trưởng của Lý gia đã không có phần của hắn rồi. Đợi lát nữa ta viết một bức thư, người giúp ta mang đến viện của trưởng lão Lý gia. Vâng. Cũng đến lúc bọn họ hiến chút sức lực cho Lý gia chúng ta rồi. Kim Tiền Bang. Sao lại là Kim Tiền Bang? Đám người này thật đúng là tính cũ khó quên. Vì tranh đoạt tinh thần khiết, quả nhiên là không việc gì mà không làm. Thiếu chủ, theo lão nô thấy rằng mấy vụ án phi đao diệt môn này tuyệt đối không phải do Kim Tiền Bang làm. Bọn họ chẳng qua chỉ là chọn bừa gậy đánh hắn, tập hợp thế lực trong giang hồ thôi. Án diệt môn này chắc là do Nguyệt Thần Cung làm. Chuyện này chắc chắn là Thái Nguyệt làm. Còn ở Thiên Nha Hải Các, từng giao đấu với cô ấy. Còn phát hiện cô ấy có chút vấn đề. Cô ấy ngay cả người bên cạnh mình cũng không nhớ rõ. Thiên Nha Hải Các ư? Chính là Thiên Nha Hải Các của vợ chồng công tôn Ngự Y Giang Hồ. Đúng. Chỉ đáng tiếc con đến chậm một bước, không thể cứu được hai vị tiền bối. Công tôn tiền bối ba lần bảy lượt cứu con và Thái Nguyệt. Lần này Thái Nguyệt lại nhẫn tâm ra tay giết hại bọn họ. Con cảm thấy chuyện này nhất định còn có ẩn tình. Cô ấy hình như bị người khác khống chế, hơn nữa không thể tự chủ được ý thức. Bị người khác khống chế. Lẽ nào chính là Xiêm La Vong Ưu Cổ mà giang hồ đồn đại? Bất kể có phải cô ta thật sự bị khống chế hay không, Thiện Nhi, con phải nhận thức rõ, cô ta đã không nhận ra con nữa rồi. Nếu như các con gặp lại nhau, lại phải giao đấu, con tuyệt đối không được hạ thủ lưu tình với cô ta. Bằng không, người chết lần sau nhất định là bản thân con. Lão gia, khởi bẩm lão gia, mấy vị trưởng lão của Lý Phủ đều đến rồi, bây giờ đang ở tiền sảnh đợi. Họ hét muốn gặp ngài.
Chư vị trưởng lão, tại sao đột nhiên đến thăm, không biết là vì chuyện gì? Nếu chúng ta mà không đến, thì Lý Gia đã sớm bị thứ tử tôn bất hiếu này phá hoại rồi. Nhị Thúc, con không hiểu Thúc nói lời này là ý gì. Chuyện Lý Gia bị hạ chiến thư, mọi người đều biết cả rồi. Ngẫm lại Lý Gia ta ba đời thảm hoa, tiểu Lý Phi Đao lại càng danh chấn thiên hạ. Bao năm nay có ai dám có ý đồ gì với Lý Gia ta? Ta hỏi ngươi, tại sao Lý Gia ta lại dính vào tai họa này? Đừng có tưởng chúng ta không biết gì. Tên tiểu tử Lý Hoại này làm biết bao chuyện bên ngoài. Đúng là Lý Gia gia môn bất hạnh. Nhị Thúc, xin hãy nghe con giải thích. Sự tình không phải như Thúc nghĩ đâu. Không phải như chúng ta nghĩ. Thế thì là thế nào? Công chúa, phò mã, không phải ta thiên vị. Nghĩ kỹ lại, kể từ khi tên thượng quan Hoại này vào Lý phủ ta, Lý gia chúng ta lúc nào cũng bị phái khác gây hấn. Ta đúng là nghi ngờ thượng quan Hoại có phải ngươi đã cấu kết với Kim Tiền Bang để trả thù Lý gia ta không? Sao? Tại sao không lên tiếng? Không lẽ bị ta đoán trúng rồi? Công chúa, đã muốn đổ tội thì thiếu gì chứng cớ. Bất luận thế nào, Thiện Nhi trước sau cũng là trưởng tử của Lý gia ta. Ta hiểu rồi. Hóa ra hôm nay các vị trưởng lão đến đây đều là do công chúa mời đến, có phải không? Bất luận là ai mời đến thì cũng đều là muốn tốt cho Lý gia thôi. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, làm sao nghênh tiếp lời khiêu chiến của các đại môn phái đây? Còn ứng phó thế nào nữa? Chuyện này là do con làm ra. Con đích thân đi đánh. Nực cười. Chuyện này liên quan đến vinh dự của Lý gia ta. Nếu như người bại trận, thì danh dự của Lý gia ta đặt ở đâu? Mọi người yên tâm đi. Nếu như con thắng, thì con sẽ nói con là người của Lý gia. Ngộ nhỡ con thua, thì các vị hãy xóa tên của con khỏi tộc phổ là được rồi. Thiện Nhi, con tuyệt đối đừng hành động theo cảm tính. Vậy được, chúng ta sẽ đợi ngươi đấu với Kim Tiền Bang. Công chúa, chúng ta cáo từ. Cáo từ. Bay thôi, bay thôi, bay thôi. Khả khả, nào, nào, lại đây ăn cơm đi. Ta không muốn. Khả khả ngoan, nếu muội ngoan ngoãn ăn cơm, ta sẽ tặng muội một món quà nhé. Gạt ta. Sáng nay lúc huynh cho ta uống thuốc cũng nói với ta như thế mà. Ta cho huynh biết, ta sẽ không mắc lừa nữa đâu. Thích không? Ta thích, ta đổi cho huynh này. Không đổi. Muội ngoan ngoãn ăn cơm, ta sẽ tặng nó cho muội. Thế ta sẽ ngoan ngoãn ăn cơm. Đưa ta đi. Nào ăn đi. Muội của lúc này lại ngoan ngoãn đáng yêu hơn lúc còn tỉnh táo. Có ngon không? Ăn đi. Nếu chúng ta cứ như thế này mãi thì tình cảm giữa chúng ta có khi nào sẽ khác đi không? Ngon nào? Ngon lắm. Ăn đi. Khả khả, muội ngoan ngoãn ở đây ăn cơm. Ta ra ngoài một lát sẽ về ngay. Ngươi là ai?
Ta tên Thái Phổ, là cung chủ Nguyệt Thần Cung, phái ta đến tiếp ứng với Lý Công Tử đây. Làm sao ta có thể tin ngươi? Lý công tử có thể không tin ta, nhưng không thể không tin thuốc giải phệ hồn cổ thánh chủ đưa cho. Đưa ta, mau. Đừng vội, Lý công tử. Thuốc giải này đợi khi nào công tử hoàn thành nhiệm vụ thánh chủ giao cho, tự ắt sẽ đưa cho công tử. Không được, ta phải lấy được thuốc giải trước. Đừng làm khó ta chứ, công tử. Sau khi sự thành thuốc giải này mới đến tay công tử, nhưng hiện giờ ta có thể cho công tử một phần thuốc giải trước, giúp công tử làm dịu độc tính phát tác. Vậy các người muốn ta làm gì? Đi theo ta. Lần này thánh chủ đã bỏ ra không ít tâm huyết. Có ngồi lên được vị trí của gia chủ Lý gia này hay không, phải xem vào bản thân công tử rồi. Thứ này định dùng thế nào? 2 ngày tới sẽ có một đám người không sợ chết đến gây sự với Lý gia. Ta sẽ lệnh cho công tử một lưới đánh gọn bọn chúng. Sau khi sự thành, thuốc giải sẽ về tay công tử. Vị trí gia chủ Lý gia cũng về tay công tử. Muội hãy nói cho ta, rốt cuộc ta nên làm thế nào? Người của Nguyệt Thần Cung dùng tính mạng của muội để uy hiếp, muốn nổ chết phụ thân ta và bọn Lý Hoại. Ta không nhẫn tâm nhìn bọn họ chết như vậy. Ta càng sợ hãi muội sẽ ngốc nghếch như vậy cả đời. Muội hãy nói cho ta, rốt cuộc ta nên làm thế nào mới vẹn cả đôi đường đây? Chính ca ca, khả khả. Sao nhìn huynh trông có vẻ tâm trạng không tốt vậy? Không có, ta rất tốt. Đúng rồi, ta mang thuốc tới cho muội đây. Uống xong, bệnh của muội sẽ khỏe lại thôi. Muội không cần. Muội không cần. Ngoan, muội không muốn uống loại thuốc đắng gì đó đâu. Thuốc này muội nhất định phải uống. Muội không muốn, muội không muốn uống. Thuốc không đắng đâu. Muội không uống đâu. Thuốc đắng lắm. Muội phải ngoan. Muội uống thuốc rồi bệnh của muội sẽ khỏi. Muội không uống loại thuốc đắng đó đâu. Vậy chính ca ca uống cho muội xem nhé, có được không? Muội nhìn xem đắng hay không này. Muội vẫn không muốn uống loại thuốc đắng đó. Muội không muốn. Không muốn đâu. Thế nào? Không đắng có đúng không? Chính ca ca, huynh nôn gì vậy? Yên tâm đi khả khả, ta không sao. Nhưng mà huynh làm bẩn quá, tự lau đi. Bẩn chết đi được ấy. Muội muốn đi ngủ rồi, vậy muội đi ngủ trước nhé. Chúng ta đi ngủ thôi. Ngươi mệt không? Thuốc độc lúc đầu khả khả cho ta uống dần dần bắt đầu phát tác rồi. Thời gian ta có thể ở bên cạnh muội ấy không nhiều nữa rồi.
Khả Khả, muội yên tâm, trước khi ta chết nhất định sẽ lấy được thuốc giải cho muội. Các vị, hôm nay ta muốn nói với mọi người, người của Lý Gia đã chính thức nhận được thư khiêu chiến của chúng ta rồi. Đã nhận được, điều này cho thấy ngày mai chúng ta có thể danh chính ngôn thuận khiêu chiến với hậu nhân của Lý Gia. Lần này, chúng ta nhất định phải bắt Lý Hoại về quy án, khiến hắn từ nay về sau không thể nguy hại giang hồ được nữa. Ta nghe nói các trưởng lão Lý Gia đã sớm biết chuyện này. Không biết bọn họ có dốc toàn lực hay không? Điều này, các người hoàn toàn không cần phải lo lắng. Ta đã phái người đi dò la tin tức rồi. Trong hậu nhân của Lý Gia, ngoài chi của Lý Man Thanh ra, các cử đệ của các thứ chi khác, không có gì khiến chúng ta phải kiêng nể cả. Tuy là nói như vậy, nhưng mà Lý Man Thanh cũng không dễ đối phó đâu. Phi đao của ông ta một khi tung ra, e là không có mấy người có thể ứng phó được. Huống hồ ông ta còn là hoàng thân quốc thích. Một Lý Man Thanh lại khiến các người sợ thành như vậy ư? Nói cho các người biết, phi đao của ông ta căn bản không có gì đáng sợ hãi, vẫn không bằng 1/10 Lý Tầm Hoan năm đó. Câu này nghĩa là sao? Hơn 10 năm trước, ta đã từng giao đấu với Lý Tầm Hoan. Khi đó, bốn huynh đệ chúng ta công lực đã đạt tới trình độ siêu phàm, nhưng mà hoàn toàn không phải là đối thủ của Lý Tầm Hoan. Nếu không phải là thượng quan bang chủ bảo vệ, bây giờ e rằng sớm không còn mạng nữa rồi. Lý Man Thanh ta cũng từng gặp, phi đao của ông ta tuy nhanh nhưng mãi mãi không bằng cảnh giới cao siêu của Lý Tầm Hoan năm đó. E rằng là không đạt được chân truyền của Lý Tầm Hoan. Nếu như có thể được chân truyền của Lý Tầm Hoan, sao có thể bị ép thành thân với Đức An công chúa? Vì vậy, các người căn bản không cần sợ hãi Lý Man Thanh. Bây giờ người duy nhất cần lo lắng chính là Lý Hoại cùng với Nguyệt Thần Cung, luôn im ắng mai phục trong bóng tối. Các vị, tối hôm nay chúng ta nói nhiều như vậy chính là muốn mọi người hiểu rõ hậu nhân của Lý Gia chúng ta không có gì phải sợ cả. Cái gì mà lão Lý phi đao, tiểu Lý phi đao, ta thấy rơi xuống đất đều là con dao gì thôi. Được rồi, hôm nay cũng đã muộn rồi, các vị, chúng ta giải tán đi. Cáo từ, cáo từ. Bốn vị tiền bối, các người cảm thấy có hài lòng không? Làm được lắm. Cáo mượn oai hùng cũng đáng tin đấy. Nào có, nào có. Quá khen rồi ạ. Là do có bốn vị tiền bối đứng đây ra oai giúp ta, ta mới dám nói thế với bọn họ thôi. Ta tin rằng có bốn vị tiền bối chống lưng cho ta, ngày Kim Tiền Bang bọn ta hưng phục lại sẽ ở ngay trước mắt mà thôi. Vô Thương, muội vẫn ổn chứ? Không lâu trước, ta mới vừa tìm được Gia Gia và nãi nãi của ta. Lúc đó ta còn ở đây ngắm trăng với họ. Không ngờ bây giờ đã mỗi người một phương rồi. Người chết không thể sống lại. Muội cũng đừng buồn quá. Là do ta không tốt. Ta không những không ở bên họ, ở bên họ lúc cuối đời, còn vào lúc họ cần ta nhất rời khỏi họ. Đây vốn không phải là lỗi của muội. Xin lỗi. Ta thật sự không biết an ủi người khác lắm. Nhưng ta biết nếu Công Tôn tiền bối có linh thiêng ở trên trời, chắc chắn họ không muốn nhìn thấy muội thế này đâu. Vô Thương, muội vẫn còn có ta. Còn có ta mà. Ta sẽ luôn ở bên cạnh muội, sẽ ở bên muội, chăm sóc cho muội, sẽ bảo vệ muội, có biết không? Cảm ơn huynh Long ca ca.
Đúng rồi, vô thương. Nếu chúng ta ở đây đau lòng, thì chi bằng chúng ta hóa đau lòng thành sức mạnh. Chúng ta cùng đi tra rõ chân tướng. Ngồi nghĩ xem, hai ta quen Lý Hoài đã lâu như vậy rồi, sao hình ấy có thể là hung thủ giết người được? Ta cũng cảm thấy Lý Hoài ca ca không chịu nói gì hết, chắc chắn là có lý do của mình. Chúng ta chỉ cần tìm được hung thủ đứng đằng sau mới có thể an ủi được linh hồn trên cao của Gia Gia mãi mãi. Được, đi thôi. Tiểu nhị, tính tiền. Vâng. Dạo này Kim Tiền Bang đang hưng thịnh, bốn cao thủ bên cạnh Kim Vô Cấu xem ra rất không đơn giản. Không ngờ đã từng giao đấu với Lý Tầm Hoan, còn có thể nhận ra kẽ hở trong phi đao của Lý Man Thanh. Tại sao trước đây chưa từng nghe nói Kim Tiền Bang có cao thủ như vậy? Trước đây nghe bọn họ nói đến Tiền Bang chủ của Kim Tiền Bang là Thượng Quan Kim Hồng. Ta nghi ngờ bốn người này chính là tứ tượng vệ đi theo ông ta năm đó. Sao có thể chứ? Từ sau khi Thượng Quan Kim Hồng hại dưới tay Lý Tầm Hoan, liền không rõ tung tích của tứ tượng vệ. Bao năm qua rồi, sao đột nhiên lại xuất hiện chứ? Nếu như mà xuất hiện thì chỉ có một chuyện duy nhất, đó chính là kho báu của Thượng Quan Kim Hồng xảy ra chuyện rồi. Nếu không, tứ tượng vệ sẽ không quay lại giang hồ đâu. Chẳng lẽ kho báu của Thượng Quan Kim Hồng lại trở về tay Kim Tiền Bang rồi ư? Ta thấy lần này nhà lão Lý đã định sẵn sẽ bại trong tay Kim Tiền Bang rồi. Đi theo bọn họ chắc chắn không sai được. Chạy! Lúc nãy rốt cuộc bọn họ đã nói cái gì vậy? Tại sao Lý Gia lại bại bởi tay Kim Tiền Bang? Còn nữa, tại sao lại liên quan đến Nguyệt Thần Cung? Muốn biết tình hình thật sự, chỉ có thể dựa vào người này thôi. Sư phụ, nhiệm vụ của con đã hoàn thành rồi. Vợ chồng Công Tôn đã chết rồi. Văn Nhi, con nói về tình hình mấy hôm nay đi. Bẩm sư phụ, Kim Tiền Bang đã tập hợp không ít nhân sĩ giang hồ tiến đến kinh thành chuẩn bị trận chiến với Lý Gia. Ngoài ra, bên phía Thái Phổ cũng có truyền tin về đã chuyển thuốc nổ vào kinh thành rồi ạ. Tốt lắm. Xem ra lần này Lý Gia đã trở thành mục tiêu công kích. Bọn chúng sẽ không thoát nổi. Các con mau quay về, chuẩn bị cả đi. Ngày mai đi cùng với vi sư khởi hành đến kinh thành. Lần này chúng ta nhất định phải bắt được Lý Man Thanh. Vâng, sư phụ. Được rồi, lùi hết đi. Vâng. Sao thế? Sư phụ, nay đang cần dùng người, chi bằng cởi bỏ sự kiềm chế đối với sư tỷ đi. Chuyện này không đến được con lên tiếng. Văn Nhi biết lỗi ạ. Chỉ cần ngày nào đó Lý Hoại chưa chết, thì lòng Thái Nguyệt sẽ vẫn mềm yếu như thế. Nếu muốn cởi bỏ sự kiềm chế với Thái Nguyệt, thì Lý Hoại phải chết trước đã. Thế thì ta mới an tâm được. Thiện Nhi, sao lại một mình ngồi đây uống rượu thế? Về chuyện ban ngày, con lập lời thề trước mặt trưởng bối Lý Gia. Con thật sự không muốn suy nghĩ thêm sao? Không phải chỉ là cái tên thôi. Quan trọng như vậy sao? Thiện Nhi, con trưởng thành rồi. Không còn là đứa trẻ nữa. Con có suy nghĩ của riêng mình. Người làm cha như ta nên tôn trọng con. Nhưng có một điều ta hy vọng con phải nhớ kỹ. Cho dù con có nhận người cha này hay không, có thể lưu lại tên con trên tộc phổ hay không, dù thế nào con cũng là con trai của Lý Man Thanh. Tuy rằng trong quá trình trưởng thành của con, ta không thể tham dự vào,
Nhưng trong tất cả tương lai sau này của con, người làm cha này nhất định sẽ bên con đến cùng. Ngày kia con nhất định không được thua, bởi vì người làm cha này không cho phép con thua. Con chưa từng nghĩ sẽ thua. Thiết Thúc à, dạo này võ công của Thiện Nhi luyện thế nào rồi? Chúc mừng thiếu chủ, võ công của Thiện thiếu gia thời gian gần đây tiến bộ rất lớn. Không lâu nữa, chỉ e hai chúng ta đều không phải là đối thủ của cậu ấy. Đây đúng là ý trời. Ngộ tính trời sinh này đúng là hậu nhân của Tiểu Lý Phi Đao. Khởi bẩm lão gia, tân nhiệm đề đốc Đông Xưởng Lâm Công Công đến. Lâm Công Công? Lý Mạn Thành tham kiến Lâm Công Công. Phò mã gia không cần đa lễ. Công Công, ngài trở thành đề đốc mới của Đông Xưởng, Mạn Thành không kịp đến chúc mừng. Quả thực là vì gần đây có quá nhiều việc quấn thân, mong công công lượng thứ. Phò mã gia là người của triều đình. Những nhân sĩ giang hồ không hiểu chuyện muốn khiêu chiến với phò mã gia không phải là chuyện tầm thường. Lần này ta tới là thay hoàng thượng nói với ngài một tin. Lần này chỉ được thắng không được thua. Nhất định không được để thiên gia mất mặt nếu như hoàng thượng trách tội xuống. Nếu như phò mã gia không nắm chắc 10 phần, Đông Xưởng ta có thể giúp ngài một tay. Xin Lâm Công Công yên tâm. Tiểu Lý Phi Đao của Lý gia ta ở trong giang hồ vẫn có chỗ đứng bao nhiêu năm nay. Chút chuyện giang hồ này, ta có thể ứng phó được. Như vậy thì tốt. Không còn sớm nữa, ta còn phải về điều tra nguyên nhân về cái chết của tiền nhiệm đề đốc Công Xưởng. Không ở lại đây nữa, xin cáo từ. Công công đi thăm thả. Thiếu chủ, xem ra Lâm công công này đến để dằn mặt Lý gia chúng ta. Chuyện này, thứ nhất, lấy mặt mũi của hoàng thân quốc thích làm cái cớ. Thứ hai, trong vô tình nhắc đến cái chết của Cao công công. Xem ra Lâm công công này không dễ dây vào đâu. Mặc kệ hắn đến với mục đích gì, chúng ta cũng phải chuẩn bị một cách toàn diện. Tiểu Lý Phi Đao và Kim Tiền Bang đã trở thành hoa héo hôm qua. Bọn chúng cũng liên dịch chỗ ngồi ra cho ta ngồi rồi. Không có sự uy hiếp của bọn chúng, Nguyệt Thần Cung ta thống nhất giang hồ chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Sư phụ, tình hình thế nào rồi? Tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. Hơn nữa vừa nhận được tin nói phía Kim Tiền Bang chuẩn bị động thủ rồi. Được, để bọn chúng đi đi. Bọn ngựa bắt ve, chim sẻ chờ phía sau. Bọn chúng vội đi tìm cái chết, chúng ta cũng đừng ngăn cản. Vâng. Người báo cho Thái Phổ, bảo hắn trông chừng Lý Chính, không được để xảy ra sơ suất gì. Vâng, sư phụ. Thiếu chủ, vì chuyện gì mà buồn phiền như vậy? Không sai, quả thực là ta tâm tình không ổn định. Thiếu chủ, ngài sao vậy?
Những lời ta nói với Thiện Nhi thực ra là muốn nó có thể tích cực đối diện với cuộc khiêu chiến sắp tới. Nhưng ta cảm thấy cuộc khiêu chiến ngày mai không đơn giản như vậy. Chuyện này rất có thể liên quan đến sự tồn vong của Lý gia ta. Nếu như có chút xử lý không ổn thỏa, vậy thì hậu quả rất có thể sẽ không tưởng tượng nổi rồi. Ý ngài là Kim Tiền Bang không đơn giản chỉ là khiêu chiến ư? Bây giờ Lý gia bị người ta hãm hại, bị các môn phái đánh giết, nhưng Thiện Nhi lại không thể toàn tâm toàn ý đem tâm tư đặt lên Lý gia ta.